Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpforsoft.com. Trong cái tutorial này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái chức năng Color Lookup. Đầu tiên á, muốn giới thiệu một chút là Color Lookup là một cái adjustment layer mới. Mới có hình như là từ bản CC 2014 trở lên thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái color lookup. Lúc đầu nhiều bạn lót vô cái nhiều bạn có thắc mắc là hỏi không biết cái color lookup này là cái gì. Đại khái á, có thể hiểu color lookup nó là một cái file mà nó sử dụng để color grading, ý là giống như kiểu blend màu trong từ ngữ tiếng Việt chúng ta đó, blend màu. Nói chung là ở nước ngoài ta cũng dùng từ blend màu, người ta sử dụng là color grading. Và cái chuẩn mà 3D Loot với lại những cái 3D Loot này thì nó sử dụng chung, Adobe nó mới phát triển ra ở cái phiên bản CC trở lên á, là nó sử dụng có thể color grading, sử dụng một cái tông màu chúng ta hiệu chỉnh ha, để chúng ta có thể sử dụng cả trong Adobe Photoshop hoặc là After Effects hoặc là Adobe Premiere chẳng hạn. Thế thì chúng ta có thể blend màu ha, blend màu rất là nhanh, và chúng ta chỉ cần một cái file để chúng ta blend màu thôi. Rồi ok, thì đó là một cái giới thiệu ngắn ngắn. Ok, thì cái cách tạo như sau này. Ví dụ như chúng ta có một cái hình, cái hình như thế này chẳng hạn thế. Các bạn blend màu rồi và các bạn chỉ sử dụng adjustment layer thôi. Nhớ nha, lưu ý chỉ sử dụng adjustment layer thôi. Và những cái layer mask thì chúng ta không sử dụng layer mask, tức là layer mask phải là trắng hết ha, phải trắng hết. Thì lý do là tại vì khi mà chúng ta gom nó vô một cái file 3D Loot như vậy, chúng ta không có thể điều chỉnh được là vùng nào, những cái hình nó khác nhau mà. Có thể là vùng da mặt ở hình này nó như vậy, nhưng mà qua hình khác thì nó không có vùng da mặt, hoặc là ở nó một cái vị trí khác chẳng hạn thế, thì chúng ta không chỉnh được. Cho nên là chúng ta không sử dụng layer mask, không sử dụng layer mask. Chúng ta chỉ sử dụng những cái adjustment layer ở trong này thôi, để chỉnh thôi. Thì đây các bạn có thể bật tắt, thì đây là hình lúc đầu ha. Và sau đó là mình có cái này. Một cái lưu ý tiếp theo là nếu như các bạn để cái layer dưới cùng là layer 0, không phải layer background, thì chúng ta phải chuyển nó về layer background để Photoshop nó hiểu. Thì chúng ta cách chuyển như sau, chúng ta sẽ chọn vào cái layer 0 ha. Các bạn vào layer new background form layer. Đó, thì nó chuyển sang background như vậy là ok. Nếu như lúc đầu các bạn đã như thế này rồi thì ok, không cần phải chuyển nữa, nhưng mà một lưu ý vậy thôi. Rồi ok, thì sau khi các bạn đã có như thế này xong, các bạn có thể bật đây, bật tắt. Khi đã có những cái file như vậy rồi, các bạn có thể vào file, chọn là export, và chúng ta sẽ chọn là color lookup tables. Color lookup table nó sẽ hiện ra cái bảng này. Thì ở cái bảng này nó có những cái dòng như sau: description, chúng ta không cần quan tâm, mặc định thì nó sẽ sử dụng description, tức là phần mô tả nó sẽ lấy cái tên file, không có vấn đề gì. Copyright thì các bạn có thể gõ thêm vào, ví dụ như là mình gõ thêm vào là hpforsoft.com. Ok, quality. Cái quality bởi vì ở đây mình đã nói rồi, chúng ta chỉ sử dụng cái adjustment layer thôi, nó không có co giãn gì hết, cho nên là chúng ta có thể để quality vừa phải thôi, medium hoặc high là ok rồi, không cần phải maximum. Càng lớn thì nó càng nặng, mà chúng ta thường mình thường á thì mình để high thôi. Tiếp theo là phần format. Phần format thì mình thường sử dụng là 3DL hoặc là CUP, còn cái CSP và ICC profile mình không đụng tới, mình chỉ dùng cái 3DL và CUP là ok rồi. Chúng ta càng chọn nhiều thì nó càng nặng thôi. Đa phần chúng ta chỉ để cái 3DL hoặc CUP thôi. Tùy các bạn có thể chọn thêm cũng được, để cho nó nhiều chương trình khác nó đọc được thôi. Nhưng mà đối với mình 3DL, CUP, ok. Sau đó các bạn click OK, nó sẽ hiện cho các bạn cái bảng lưu. Bảng lưu này chúng ta sẽ tìm cái chỗ để lưu. Ví dụ như là mình sẽ lưu vào trong cái folder tool này chẳng hạn thế. Mình sẽ lưu là màu nắng chẳng hạn vậy. Self. Không, màu nắng. No. Hồi nãy là mình bị xóa mất luôn cái đuôi file rồi. Color lookup table, ok. Vậy. Đây, nó phải có cái chấm lút phía sau nữa. Màu nắng. HP Photoshop chẳng hạn thế. Mình click self. Rồi. Sau đó các bạn đã có cái file 3D lookup rồi đó, nó nằm ở phía ở trong cái folder tool đó thôi. Thì các bạn sau đó, nhiệm vụ chúng ta sẽ là lưu cái file đó lại, ví dụ như là màu nắng CUP, màu nắng 3DL, màu nắng HP Photoshop. Ok. Thì mình chỉ cần sử dụng cái đây rồi, cái 3DL này thôi là được rồi ha. Ok, 3DL thôi.
Ok, ở đây các bạn có thể lưu giữ nó lại ha, màu nắng, rồi mình bỏ cái màu nắng đi ra. Các bạn có cái này thì các bạn có thể lưu nó lại ha, lưu giữ nó lại trong một cái folder nào đấy. Thì sau đó các bạn sẽ áp dụng như sau, ví dụ như là mình có một cái hình như thế này chẳng hạn thế, thì ở đây mình sẽ bỏ đi ha. Thì đây là có một cái hình gốc này, và mình sẽ tạo một cái color lookup, chọn adjustment layer và chọn color lookup. Ở bài color lookup này thì các bạn sẽ chọn vào 3D loop file ha, 3D loop file thì mặc định nó có một số cái gọi là những cái blend màu color grading có sẵn của Photoshop ha. Còn ở đây mình sử dụng cái color grading hồi nãy mình mới tạo thêm. Mình sẽ chọn vào Lot 3D Loop, và sau đó các bạn sẽ vào cái tool này và chọn đây, blend màu nặng HP Photoshop.cube ha, nó hiện ra cái cube, nó nhận cái cube thôi. Click Lot ha, sau đó tự động Photoshop Next nó sẽ chạy một chút xíu, có thể nó hơi nặng quá. Chúng ta càng sử dụng nhiều layer, adjustment layer ở trong cái file gốc thì nó sẽ càng lâu. Đó, thì đây chúng ta có một cái color lookup ha, nó sẽ gọn gàng hơn ha, nó chỉ có trong một cái color lookup thôi. Cái lợi ích của cái việc này là chúng ta có thể giữ lại ví dụ cái opacity hay là gradient ha, thì chúng ta gom vô, chung vô, chúng ta bỏ qua đây á, những cái blending mode này nó gom tất cả này lại thành một cái file chấm cúp, và sau đó chúng ta có thể sử dụng trong Photoshop ha, nó rất là nhanh. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng Premiere chẳng hạn thế, các bạn blend màu một cái bộ ảnh nào đấy cho người mẫu chẳng hạn thế, và chúng ta cao hứng lên, chúng ta có quay cái clip buổi chụp hậu kỳ chẳng hạn vậy, thì chúng ta có thể gom nó lại thành một cái file 3D loop, và chúng ta bỏ qua Premiere, và chúng ta có thể blend áp dụng cái đó vô ha, cho nó cái cho cái màu của cái video clip y chang như là cái màu của cái bộ hình, thì cái đó, việc rất là hay. Thì đó là về cái giới thiệu về color lookup ha, cảm ơn các bạn theo dõi tool này, và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình bấm like, share, subscribe, click con kèo. Ok, nói vậy thôi. Chơi. Cảm ơn các bạn, see you online và hẹn gặp lại các bạn vào cái tutorial sau.